Quy mô và tính hiệu quả, hay nói cách khác là số lượng và chất lượng của bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ sở từ lâu đã là một câu chuyện thường được nhắc đến nhiều. Trong một chương trình thời sự gần đây, chúng tôi cũng đã phản ánh về sự việc xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa có số lượng cán bộ ước tính lên tới 500 người. Tuy nhiên, vấn đề mà người dân quan tâm không chỉ là câu chuyện số lượng, mà là chất lượng phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt do quy định chặt chẽ về định biên và ngân sách chi trả lương. Nhiều khoản đóng góp không hề nhỏ của người dân đã được huy động để trả lương cho đội ngũ này. Xã Thanh Hương, một xã nghèo vùng biên giới của tỉnh Nghệ An. Tính cả cán bộ chuyên trách lẫn bán chuyên trách, cộng từ trên xã xuống dưới 13 xóm cũng hơn 200 người. Chưa thể đánh giá con số cán bộ này là nhiều hay ít, nhưng nhìn vào sơ đồ này thì có thể hiểu được vì sao mà người dân ở xã Thanh Hương dùng cụm từ gia đình chị để nói về cung cách cơ cấu cán bộ của xã. Ông Nguyễn Bá Lý, bí thư đương nhiệm của xã Thanh Hương, trước đó có 13 năm làm chủ tịch xã. Và kể từ khi ông Lý nắm giữ vị trí chủ chốt, thì người thân trong gia đình và tộc họ của ông cũng lần lượt được tham gia bộ máy cán bộ xã. Ông Nguyễn Bá Lý, nhân vật trung tâm của cây gia phả rất khó tin ở trên, lại có cách giải thích hết sức đơn giản. Em tiếng tối tôi không có cái gì cả nhân tống cả. Bởi vì anh em còn tinh đồ, còn năng lực, mà có trách nhiệm thì như tôi làm thôi. Mà kể cả nếu như em tôi đây, mà còn năng lực, còn tinh đồ thì dân bầu cũng đủ em, bình thường. Để đánh giá năng lực và trách nhiệm của chính quyền xã, hãy nhìn vào cây cột điện đổ này. Nó bị đổ từ năm 2008 khiến hơn 200 hộ dân ba xóm của xã Thanh Hương luôn phải sống trong cảnh thiếu điện. Đến nay nếu không tự bỏ tiền ra làm đường điện tạm thì không biết đến bao giờ họ mới có điện để dùng. Thế nhưng tất cả gần 6.000 nhân khẩu của cả xã đều bị bổ đầu ra để nộp một khoản 200.000 đồng có tên gọi là trả nợ đường điện. Và thực chất đây là khoản thâm hụt ngân sách mà chính quyền xã Thanh Hương không biết trông vào đâu để trả được ngoài khoản thu của dân. Nhân dân là đã hàng chục lần. Tức là cứ mỗi lần như vậy từ nhiều nhất là 45 người, còn ít nhất là 25 người đã trực tiếp xuống lập phòng tiếp dân của Ủy ban nhân dân tỉnh để là coi như phản ánh và khiếu kiện, là yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh vào cuộc để giải quyết. Nhưng mà cuối cùng giải quyết là cứ giao về cho Ủy ban nhân dân huyện, rồi giao về cho là bí thư huyện ủy giải quyết, nhưng tất cả đều là nằm trong im lặng. Ông bí thư đảng ủy xã Thanh Hương thì lại cho rằng, xét đúng ra thì ông có công trong việc tìm ra phương cách thanh toán nợ động cho xã nhà. Nếu như mà mình để lại thì nó nợ càng ngày càng nhiều, càng chồng chất từng lợn. Thì cuối cùng khi mà cái nghị quyết ra thì ban hội dân cái chỗ này là dân tự nguyện đóng góp, chứ không phải lẽ ép. Dân tự nguyện đóng góp. Dạ, tự nguyện. Không phải là nói anh đi mình ép dân thì mình điểm. Thoải mái, dân sau khi trả xong dân dư lên nó thoải mái. Người dân có tự nguyện hay không, khi mà khoản thu trả nợ điện được ghi rõ trong phần các khoản phải nộp của một quyển sổ có tên là sổ theo dõi thu nộp các loại quỹ nghĩa vụ của hộ gia đình. Theo Nghị định 92 của Thủ tướng Chính phủ, số lượng cán bộ chuyên trách ở cấp xã chỉ được bố trí không quá 25 người, còn những người hoạt động không chuyên trách chỉ được bố trí không quá 22 người. Nhưng theo thống kê của vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, hiện cả nước có khoảng 130.000 thôn với hơn 570.000 cán bộ thôn, nghĩa là trung bình mỗi thôn người dân phải đóng góp để trả lương cho khoảng 170 cán bộ. Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trong bài viết mới đây của ông có tựa đề là lạm phát đầy tớ, đã lý giải sự cồng kềnh của bộ máy hành chính ở nước ta. Cơ quan trên nghị cho cấp dưới, rồi cấp dưới lại nghị cho mình nữa đây. Thanh thử chúng ta thanh một hệ thống rất là bận rộn, công việc rất là nhiều, nhưng mà thử hỏi nhiều như vậy, người dân người ta có cần cái nhiều đó không? Người dân thực sự hưởng lợi gì từ cái sự bận rộn của chúng ta? Đó là câu hỏi cơ bản nhất mà phải trả lời. Nếu người ta không cần được hưởng lợi gì nhiều từ sự bận rộn của mình thì việc gì mình phải bận rộn như vậy? Một điều dễ nhận thấy khi chúng tôi đến làm việc với các ủy ban nhân dân xã, đó là những cuộc họp. Ủy ban thường họp cho những định hướng công việc giải quyết các vấn đề của người dân cho 3 tháng hay 6 tháng sắp tới, có nghĩa là rất có định hướng, rất có kế hoạch. Tuy nhiên, họp là một chuyện, còn vấn đề có được giải quyết nhanh hay không thì lại là chuyện khác. Cũng như cán bộ nhiều là một chuyện, còn những vấn đề của người dân có ít đi hay không lại là một chuyện khác nữa.
Chiều nay, toàn bộ cán bộ xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An họp kế hoạch triển khai một cuộc tổng điều tra lớn. Dĩ nhiên là cuộc họp rất quan trọng. Vậy nên, nhiều người dân có việc đến trình cán bộ ủy ban cũng phải kiên nhẫn ngồi chờ. Chúng tôi định hỏi cô cán bộ duy nhất của ủy ban còn làm việc, xem là mấy giờ thì cuộc họp kết thúc. Nhưng có vẻ như cô cũng đang rất bận, nên thôi.